Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Hà My, cô bé bán kính. Và ngày hôm nay thì bạn My sẽ unbox một chiếc Dior rất là đẹp từ nhà mốt Dior. Đây là một cái box Dior mà bạn Hà My đang cầm trên tay. Và để cho mọi người có thể xem thật nhanh cái sản phẩm này là gì thì bạn Hà My sẽ bóc luôn nó ra nhé. Thông thường ấy, với những cái clip khác thì bạn My sẽ làm rất là dài để quay lại chi tiết từng cái bước khi mà mình miêu tả từng cái hộp này, tất cả những cái phụ kiện của mỗi chiếc kính như thế nào. Nhưng mà sau khi mà làm hết các brand rồi ấy, thì mọi người đã xem hết, mọi người đã biết hết những cái phụ kiện như thế nào rồi, thì bạn My sẽ làm rất nhanh để cho mọi người có thể xem được những cái sản phẩm bên trong như thế nào mọi người nhé. Và cái mẫu mà hôm nay bạn My review cho mọi người đó sẽ là một mẫu thu đông năm 2022, và bây giờ mới là tháng 2 năm 2023 thôi mọi người. Mọi người sẽ đoán xem đây là một cái mẫu như thế nào. Bây giờ My sẽ bóc ra để xem là bên trong nó có cái gì nhá. Cái mẫu bóc này là một cái mẫu bóc tiêu chuẩn của Dior. Thông thường thì hãng sẽ có vài mẫu bóc với những cái size hoặc là màu khác nhau nữa. Thế nhưng mà cái màu trắng đây là cái màu mà bạn My nhận được nhiều nhất này. Nó khá là xinh mọi người ạ. Đây là cái phụ kiện ở bên trong. Mọi người nhớ là hãy xem đến cuối video nhé, bởi vì ở phần cuối video thì các bạn nhân viên bên My sẽ chèn thêm rất là nhiều những cái hình ảnh chi tiết về tất cả những cái sản phẩm mà bạn My review trong các clip, để cho mọi người có thể xem được nhiều hơn cái góc cạnh của chiếc kính đó. Đây là bộ sản phẩm mà hôm nay My sẽ review cho mọi người này. Đó, đây là bao kính. Đây là một bộ giới thiệu gồm có sách. Đây là bao Dior của năm 2022. Bên trong là sẽ có khăn. Mẫu khăn mới của Dior năm nay đi kèm với cả cái hộp màu trắng là một khăn màu xám nha mọi người. Cái khăn cũ ấy sẽ là màu đen, và khăn mới season theo cái bóc màu trắng này thì sẽ là màu xám. Và đây sẽ là cái chiếc kính mà bạn My sẽ giới thiệu với mọi người hôm nay. Cái mẫu này thì sẽ có tên là Dior Miss Dior. Mã của cái chiếc kính là Miss Dior màu B1U nha mọi người. Đây là cái bộ phụ kiện khi mà mình cầm trên tay. Mỗi một chiếc kính thì phía trong cái túi, phía ngoài túi ni lông ấy, thì sẽ có một cái phần tem code như thế này. Trên cái phần tem code này thì sẽ luôn luôn có những cái thông tin như sau. Đó là đầu tiên là cái tên của hãng này, sau đó đến tên của kính này, Miss Dior mã B1U này, sau đó đến cái size của kính là lens, tức là những cái thông số liên quan đến mắt này, cầu mũi và chiều dài của gọng kính. Và cái mẫu này thì nó có cả năm sản xuất nữa. Chiếc này là được sản xuất tháng 5 năm 2022 nha mọi người. Tiếp theo là một cái phần mã vạch, và cái logo UKCA là cái tiêu chuẩn nhập khẩu vào châu Âu dành cho cái sản phẩm này. Và đằng sau thì nó sẽ có một cái phần nữa, cũng là một cái tem nữa cũng khá là quan trọng. Cái tem này thì sẽ có chữ Dior này. Và cái mã vạch này thì như mọi người đã biết thì bạn My đã giới thiệu trong rất là nhiều những cái clip của My rồi, là tất cả những cái chiếc kính của Dior là sẽ luôn luôn kèm cái mã này ở chuôi kính hoặc là một cái vị trí nào đó trên thân kính, trên cái phần thân gọng này mọi người ạ. Và mỗi một chiếc kính thì sẽ đi kèm với cả một số series duy nhất thôi, và cái số series đó sẽ là bắt đầu bằng hai ký tự đầu tiên là chữ cái, và 2, 4, 6 và 8 ký tự sau là chữ số, tức là nó sẽ có bao gồm 10 ký tự nha mọi người. Đấy, thấy chưa mọi người, thấy không, thì phải là mình sẽ giới thiệu rất là nhanh thôi, nhưng mà khi mà giới thiệu là bị cuốn lắm, cuốn để mà giới thiệu, để mà cho mọi người biết được là một cái sản phẩm chính hãng thì nó sẽ rất là tỉ mỉ, nó sẽ bao gồm những cái gì. Tiếp theo thì ở trong phần bao thì sẽ có cái này là một cái tờ giấy giới thiệu về cái hãng, về cái nhà phân phối Telios này. Ở đằng sau là nó có địa chỉ ở Italy. Và trong này là cái phần năm nay có tiếng Việt luôn này mọi người. Nó sẽ là thông tin của nhà sản xuất về chiếc kính râm dùng cho mục đích sử dụng thông thường. Thì trong này có này mọi người. Với các bạn nào khi mà đã sở hữu một cái sản phẩm từ Dior thì mọi người sẽ thấy có cái phần này rất là chi tiết nha. Năm nay hãng cải tiến, bởi vì là thấy là bản phần Việt Nam đang là một cái thị trường rất là hứa hẹn, nên là có cái phần tiếng Việt này luôn. Nó sẽ bao gồm có một là phần cảnh báo, thứ hai là giới hạn sử dụng, thứ ba là vệ sinh bảo quản kính, thứ tư là cái bảng
cái bảng số để khuyến nghị cho cái kính mắt của chúng ta được mô tả. Và trong cái bảng thông tin này, phần tiếp theo là cái phần đánh dấu là cái mã nhận dạng cho mẫu kính nhìn được đặt. Họ giới thiệu rất là chi tiết là được đánh dấu ở mặt trong của chỗ thái dương, tức là cái phần code, cái phần serial code mà mỗi một chiếc kính chỉ kèm một số, giống như là bạn đi vào giới thiệu cho mọi người bao gồm 10 ký tự đó mọi người ạ. Và tiếp theo là cái phần cuối cùng mà họ giải thích về cái logo UKCA, đó là công bố sản phẩm hợp quy của EU có tại cái trang web của Helios. Và đây sẽ là cái phần mà mọi người mong đợi nhất trong mỗi clip của bạn Hà My, đó là cái phần giới thiệu đây là một cái sản phẩm như thế nào. Đây là một chiếc kính trong bộ sưu tập thu đông của Dior. Và chiếc kính này thì đang được bán tại Store Dior với giá là 11.450.000. Đó. À, với một cái thiết kế rất là mới của season thu đông 2022, đó là cái phần này mọi người, cái phần càng kính, cái phần gắn liền với cả cái phần thân, phần thân và phần phần càng kính này. Năm nay với cái mẫu Miss Dior này sẽ làm rất là khác thông thường với những cái mức kính bình thường. Các bạn sẽ nhìn thấy giống như là cái mẫu Chanel 2022 mà bạn My đang đeo. Thì đây là một cái mẫu rất là thông thường và phổ biến, là chiếc cái càng kính và cái phần viền kính sẽ gắn với nhau ở cái vị trí như thế này hoặc là ở giữa như thế này thôi, đúng không mọi người? Và nó sẽ làm rất là đơn giản, kiểu basic ấy. Thế nhưng mà cái mẫu Miss Dior này thì nó sẽ có cái phần này khá là hay, đó là cái phần càng sẽ chia ra là làm giống như kiểu là hai cái cánh tay và nó sẽ bắt vào hai cái phần trên, phía thân trên và thân dưới của viền kính như thế này mọi người nhé. Lát nữa mọi người nhớ xem ảnh lúc cuối video, mọi người sẽ thấy là rất là đặc biệt và nó lạ nữa đó. Về cái tên Miss Dior thì mọi người, với những tín đồ của Dior thì mọi người đã biết là Dior đã có hẳn một bộ sưu tập nước hoa cũng tên là Miss Dior, đúng không mọi người? Và những bạn nào mà đã từng ngửi qua hay là từng thưởng thức qua cái mùi nước hoa đấy rồi, mọi người sẽ thấy là cái mùi nước hoa đấy luôn luôn tạo cho chúng ta một cái cảm giác rất là sang chảnh và quyến rũ. Và cũng giống như là cái tên của nó thì hãng đã làm nên một cái chiếc kính khi mà chỉ cần nhìn thấy cái giao diện bề ngoài thôi là mọi người đã thấy là toát lên một cái vẻ là rất là sang chảnh rồi. Và lại còn thêm cái phần thiết kế dáng mắt mắt mèo nữa thì lại còn làm chúng ta sang chảnh hơn bao giờ hết. Khi mà mọi người đã nghe thấy mắt mèo nghĩa là mọi người đã thấy sang chảnh đúng không ạ? Với cái dáng mắt mèo rất là nhỏ như này thì lại mang lại một cái cảm giác mà sang chảnh hơn nữa và quý cô hơn nữa. Và cái cảm hứng mà để tạo nên những cái dáng kính mắt mèo tranh xả như thế này thì được các nhà thiết kế của Dior lấy cảm hứng từ những cái cánh bướm, từ những cái mẫu thiết kế từ những năm 1950, nó rất là hoài cổ và nó rất là hợp với một cái phong cách mà trẻ trung và quyến rũ. Và cái mẫu mà bạn My đang cầm trên tay, cái màu hồng này rất là xinh, đúng không mọi người? Thông thường ý, khi mọi người thấy là với hầu hết những cái thiết kế khác thì hãng sẽ ra rất là ít màu, và thông thường thì cái màu mắt chỉ là ví dụ như là cái màu đen này, màu navy này, hoặc là màu gray. Thế nhưng mà với cái bộ men Miss Dior này thì hãng luôn luôn cho ra những cái màu rất là xinh. Và bây giờ bạn My sẽ giới thiệu với mọi người từng màu trong cái bộ Miss Dior mắt mèo này nhé. Bây giờ thì bạn My sẽ đeo lên đã, bởi vì với một cái thiết kế mà siêu nhẹ, siêu mỏng và toàn bộ những cái gọng này là được làm từ platinum mọi người ạ. Thế nên là nó sẽ rất là nhẹ và cái độ bền của nó rất là cao. Tuy nhiên với cái giá mà 11.400.000 ở store Việt Nam cho một cái chiếc kính như này là khá là ok. Bởi vì còn những cái mẫu khác của Dior mà bạn My đã biết và đã mua ở store ấy thì là giá cao hơn rất là nhiều. Và với cái cảm hứng từ những cái chiếc cánh bướm từ những năm 1950 này, thì chính vì thế nên những cái màu mắt của Dior này luôn luôn mang những cái màu sắc rất là trẻ trung này, quyến rũ nhưng mà lại còn cảm giác là yêu đời nữa mọi người ạ. Đây sẽ là những cái màu rất là hot trong năm nay. Ví dụ như là màu vàng này. Đây là màu vàng này, bạn My đang đeo màu hồng nhạt và đây là màu hồng đậm. Và còn một màu nữa bạn My muốn giới thiệu tới cho mọi người của cái mẫu Dior này. Đây, màu này gọi là màu xanh gì ta? Xanh lá cây à?
hay là xanh rêu, nhưng không biết là hình màu gì, nhưng mà ở ngoài thì nó là màu màu xanh hơi rêu rêu một chút, nhưng mà rêu nhạt nhạt thôi mọi người ạ. Đó, và bốn cái màu mà bạn Mi hôm nay sẽ review cho mọi người đều là bốn cái màu mà bạn Mi rất là thích. Và nếu mà với bạn nào mà thích chọn tông màu mix kính với quần áo theo kiểu phong thủy này, hay là theo kiểu mix với màu sắc ấy, thì chúng ta có thể chúng ta sẽ chọn được mỗi một màu là chúng ta đã chọn được với rất là nhiều những cái bộ quần áo khác nhau rồi, đúng không ạ? Và bây giờ mọi người nhìn nhá, xem là bạn Mi sẽ đeo dần từng cái màu trong bốn cái màu mà bạn Mi đang sở hữu này, xem là cái màu nào thì sẽ hợp hơn nhá. Thông thường ý, với những bạn mà có nước da màu trắng thì chúng ta sẽ có thể là đeo phù hợp với tất cả những cái màu khác nhau. Thế nhưng mà với những bạn có nước da hơi tái một chút, hơi xanh một chút này, hoặc là da bệnh mận, hoặc là da ngăm, hoặc là ít khi make up, thì chúng ta sẽ phải chọn những cái màu khác nhau, làm sao để cái mục đích cuối cùng là chúng ta đeo kính nhưng chúng ta vẫn phải xinh và cái khuôn mặt chúng ta nổi bật lên nữa, đúng không ạ? Màu này thì chúng ta nên make up một xíu để cho nổi khuôn mặt, bởi vì khi mà chúng ta đeo những cái màu mắt nhạt ấy, thì chúng ta nên make up để cho nổi khuôn mặt lên. Và tiếp theo là đến màu hồng đậm này. Đây là màu hồng đậm. Màu hồng đậm này các bạn có da trắng thì đeo rất là xinh rồi, và sẽ hợp với những bạn mà có nước da hơi ngăm một chút nữa thì đeo màu này cũng khá là xinh. Và mọi người có thể mix theo cái màu son nữa, tại vì với cái bộ men sưu tập này chúng ta có thể phối với rất là nhiều đồ màu sắc khác nhau. Đây là màu hồng đậm nha mọi người. Bạn Mi rất là thích cái mẫu này bởi vì cái phần gọng này, cái phần gọng nối này nó khá là lạ và rất là đặc biệt nữa. Và quan trọng nhất là cái mẫu này siêu nhẹ nên là chúng ta có thể đeo cả ngày. Và khi mà chúng ta kết hợp với cái màu mắt này nữa, với cái mẫu này thì hãng đã thiết kế chúng ta là chống cả tia UVA và tia UVB rồi. Thế nên là chúng ta có thể ngồi cà phê này, đi chơi, hoặc là buổi tối chúng ta đi dạo, chúng ta vẫn có thể đeo chiếc kính này vì cái màu mắt của nó rất là nhẹ và rất là xinh, và đeo rất là trong nữa, bởi vì mọi người đã biết Dior là một cái hãng mà rất là cao cấp rồi. Thế nên là những cái mắt, những cái lens này thì mọi người không cần phải lo là không biết là đeo ra ngoài trời nắng thì có ok không nhỉ. Trừ một trường hợp nha, đó là một trường hợp là nếu mọi người mà đeo để lái xe trong cái điều kiện trời rất là nắng thì mọi người nên cân nhắc một chút là nên chọn những cái màu mắt kính tối hơn thì sẽ bảo vệ mắt chúng ta tốt hơn nhiều. Và đây sẽ là một cái màu mà dành cho các bạn bệnh kim, hoặc là dành cho những bạn mà khuôn mặt da ngăm thì chúng ta sẽ chọn màu vàng. Nó siêu nhẹ nên là đeo cực kỳ thích mọi người. Đó, cái màu vàng này sẽ rất là sáng mặt và chúng ta không cần phải make up quá là nhiều. Cái màu mắt vàng này thì là bạn Mi thấy khá là hiếm. Ở những cái bộ season cũ, ví dụ như là 2020 hoặc 2021 thì nó có rất là ít mẫu, và có một hai mẫu gì đó, nhưng mà mẫu nó cũng không đặc sắc lắm. Thế nên là sau khi mà hãng ra được một thời gian ấy là thấy cũng sale nhiều nhưng mà mọi người ít chọn cái mẫu đấy. Thế nên là cái màu mắt vàng này cực kỳ xinh. À, mọi người mà xem TikTok nhiều ấy, mọi người sẽ thấy mấy hôm nay có mấy bạn đeo cái mẫu mắt mèo như màu vàng, mà mình chưa xem rõ, mình chưa nhìn rõ nên mình không chưa nhìn rõ cái phần gọng này nên mình không chưa dám khẳng định có phải là Dior hay không, nhưng mà cái dáng mắt mèo năm nay cực kỳ thông dụng và mình thấy mọi người đeo rất là nhiều luôn. Và cái màu này sẽ là màu cuối cùng mà bạn Mi sẽ giới thiệu cho mọi người hôm nay, vì ngày hôm nay khi mà bạn Mi quay ấy thì là bạn Mi có bốn màu. Màu này là màu xanh rau muống. Mọi người thấy không? Ví dụ lát nữa mọi người xem ảnh mọi người thấy rõ hơn rất là nhiều, đó là cái chữ CD phần trên phần mắt kính này mọi người, ở trên lens ấy là sẽ có cái chữ CD này nha. Trong tất cả các thiết kế của Dior thông thường trên mắt thì sẽ luôn luôn có cái chữ CD này, kể cả những cái mẫu khác nữa mọi người nhớ nhá. Và thông số của cái chiếc kính này là 63 14 135. Đây là màu rau muống. Màu rau muống thì sẽ rất là hợp với những cái bộ đồ có tông màu xanh, ví dụ như thế này hay là như thế này, cũng khá là xinh và cũng không cần phải make up quá là nhiều. Và khi mà chúng ta đeo những cái mẫu kính siêu nhẹ mà đeo nhưng không đeo này thì cực kỳ thích luôn. Mọi người thấy là với bốn màu bạn Mi vừa thử thì màu nào sẽ hợp nhất ạ? Mỗi màu thì đều có một cái sự xinh xẻo riêng và mix được với những cái bộ đồ riêng, và nó mang lại cho chúng ta những cái nguồn
gọi là những cái nguồn khí tài trẻ trung và rất là tươi mới, bởi vì mỗi một màu thì sẽ ví dụ như là bạn My thì sẽ thích màu vàng này, thế nhưng mà với những bạn khác thì có thể sẽ thích màu hồng. Chúng ta sẽ thích những cái màu khác nhau trong những cái phần ký ức và những cái đấy, trong tâm trí của chúng ta sẽ luôn luôn có những cái bảng màu sắc nào chúng ta thực sự yêu thích. Và hãng năm nay là đánh trúng tâm lý khi mà ra rất là nhiều những cái màu cực kỳ xinh. À quên mất, đó là chưa giới thiệu mọi người là thực ra là trong cái bộ này, trong cái bộ Miss Dior màu B1, mẫu B1U này thì là có 7 màu trong 7 màu, và bạn My hôm nay đã giới thiệu 4 màu rồi. Và sắp tới thì bạn My sẽ cố gắng để giới thiệu thêm cho mọi người 3 màu nữa để xem là mọi người sẽ chọn được cái mẫu nào. Và mọi người đừng quên là hãy nhớ follow kênh của Hà My Cô Bé Bán Kính để có thể xem thêm review những cái chiếc kính cực kỳ đẹp khác và những cái tip tư vấn về kính cực kỳ hay cho mọi người nhé.